Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 6 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh thành phố. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, Chính phủ đã tổ chức 8 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 79 nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành 27 quyết định quy phạm. 63 trên 63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở ngành, qua đó tinh gọn đáng kể bộ máy. Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số được triển khai quyết liệt, thực chất, tăng cường chất lượng dịch vụ công. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế như thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, người dân doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh đụng đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để. Phát biểu tại phiên họp thứ 6, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại hạn chế được nêu tại hội nghị để nhanh chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho sự phục hồi phát triển đất nước.